áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Trải nghiệm cùng văn bản. Hai cây phong. Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về quốc Kuru, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai cây phong, rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất. Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn. Chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình. Có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cánh, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực. Về sau, khi nhiều năm đã trôi qua, tôi mới hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua chúng đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kỳ chuyển động khe khẽ nào của không khí. Mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoáng qua. Nhưng việc khám phá ra chân lý giản đơn ấy vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến tận ngày nay. Và cho đến tận ngày nay, tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động, khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh. Cứ mỗi lần chúng tôi reo hò, huýt còi ầm ĩ, chạy lên đồi là hai cây phong khổng lồ lại nghiêng ngả đung đưa như muốn mời chào chúng tôi đến với bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền. Và chúng tôi, lũ nhóc con đi chân đất, công kênh nhau bám chặt vào các mấu và cành cây trèo lên cao làm chấn động cả vương quốc loài chim. Hàng đàn chim hoảng hốt kêu lên, trao đi trao lại trên đầu, nhưng chúng tôi vẫn chưa coi đâu vào đâu, đến đây đã thấm gì. Chúng tôi cứ leo lên cao nữa, cao nữa, nào xem ai can đảm và khéo léo hơn ai. Và từ trên những cành cao ngất, cao đến ngang tầm cánh chim bay, bỗng như có một phép thần thông nào đó vụt mở ra trước mắt chúng tôi cả thế giới đẹp đẽ, vô ngần của không gian bao la và ánh sáng. Đất rộng bao la làm chúng tôi sửng sốt. Mỗi đứa chúng tôi đều nín thở lặng đi trên một cành cây và quên mất cả chim lẫn tổ chim. Chuồng ngựa của nông trang mà chúng tôi vẫn coi là tòa nhà rộng lớn nhất thế gian, ngồi đây chúng tôi thấy chỉ như một căn nhà xếp bình thường. Phía sau là đài thảo nguyên hoang vu, mất hút trong làn sương mờ đục. Chúng tôi cố dương hết tầm mắt nhìn vào nơi xa thẳm biêng biếc của thảo nguyên và nhìn thấy không biết bao nhiêu là vùng đất mà chúng tôi chưa từng biết đến. Thấy những con sông mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe nói, những dòng sông lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mong manh. Chúng tôi nép mình ngồi trên các cành cây suy nghĩ, đã phải đấy là tận cùng thế giới chưa, hay phía sau vẫn còn có bầu trời như thế này? Những đám mây, những đồng cỏ và sông ngòi như thế này. Chúng tôi ngồi nép trên các cành cây, lắng nghe tiếng gió ảo huyền và tiếng lá cây đáp lại lời gió,
thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lần sau chân trời xanh thẳm biêng biếc kia. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.